chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 29 tháng 4 và ngày 30 tháng 4. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung và nam trung bộ hoạt động ổn định. Trên vùng biển phía đông nam bộ phổ biến có gió nhẹ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Nam Đông Nam cấp 2. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 34 đến 36 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam Đông Nam cấp 3, cấp 4, ngoài khơi sóng cao dưới 1 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m60 xuất hiện lúc 18h30 ngày 29 tháng 4, thấp nhất âm 1m45 xuất hiện lúc 1 giờ ngày 30 tháng 4. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m45 xuất hiện lúc 14h30 ngày 30 tháng 4, thấp nhất 0m36 xuất hiện lúc 8 giờ ngày 30 tháng 4. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.